Vào cuối tuần qua, thì tập đoàn LDG Group đã chính thức khởi công xây dựng dự án khu căn hộ thông minh High Intala, đồng thời khánh thành và khai trương khu nhà mẫu của dự án. Đây là dự án căn hộ thông minh thứ hai tại Việt Nam được LDG Group lựa chọn đầu tư trên tuyến đại lộ bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đại lộ Võ Văn Kiệt, và được xem là dự án căn hộ đáng mong chờ nhất tại khu vực phía Tây của Sài Gòn. Tiếp nối thành công sau khi cho ra mắt dòng sản phẩm căn hộ thông minh Sài Gòn Intala đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn, mới đây tập đoàn LDG Group tiếp tục lựa chọn khu vực phía Tây Sài Gòn để phát huy chủ dự án căn hộ thông minh này. Vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2017, LDG Group đã chính thức công bố và phát lệnh khởi công xây dựng dự án khu căn hộ thông minh High Intala tại Tây Sài Gòn, đồng thời khánh thành và khai trương khu nhà mẫu của dự án. Tọa lạc ở vị trí lý tưởng, ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến đường được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. High Intala chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút, và liên kề với các khu vực quan trọng phía Tây như bến xe miền Tây, bến xe Chợ Lớn, trung tâm thương mại, hệ thống các bệnh viện. High Intala được đánh giá là dự án khu căn hộ thông minh nhiều triển vọng trong tương lai. Đón đầu xu hướng nền công nghiệp 4.0, LDG Group tiên phong áp dụng nền công nghiệp này trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là với dự án High Intala. Dự án có tổng diện tích xây dựng gần 9.000m², cao 22 tầng, gồm 540 căn hộ thương mại. High Intala được thiết kế theo mô hình đạt tiêu chuẩn 6 thông minh, bao gồm thiết kế thông minh tức tối ưu hóa không gian, nội thất thông minh tức nội thất đa chức năng sử dụng, hệ thống điện thông minh tiết kiệm năng lượng sử dụng, quản lý vận hành thông minh, sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiện ích phục vụ được vận hành thông minh. Sau một thời gian tôi nghiên cứu, tôi thấy rằng là cái điểm bất cập ở tất cả các căn hộ khác là dùng thẻ. Thẻ từ bảo là nó là hiện đại rồi. Nhưng mà tôi cho rằng là khi mất một cái thẻ từ thì cái người khách hàng có khả năng là họ sẽ bị mất đồ trong nhà rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì mất cái thẻ từ đó, quản lý chung cư người ta có thể xét cho một cái thẻ khác. Nhưng cái người quản lý chung cư đó họ sẽ biết cái mã của cái thẻ đó, dẫn đến là người ta có ý đồ xấu là cái nhà đó sẽ mất đồ. Đó, cho nên còn nếu như cái ổ khóa này chúng ta xài thì chỉ có cái vân tay của chúng ta thôi, không có ai được có thể can thiệp vào được, thì đó là một cái điều thông minh. Dịp này, LDG Group cũng đã chính thức khánh thành và khai trương nhà mẫu để khách hàng có thể tham quan và trải nghiệm những tiện nghi của căn hộ thông minh này. Trong căn hộ này, khách hàng có thể nhìn thấy nội thất có đa chức năng sử dụng như bàn ăn thông minh, có bếp điện tử, hệ thống điện thông minh bao gồm công tắc cảm ứng toàn bộ căn hộ, cảm biến chuyển động cho đèn chiếu sáng, rèm cửa. Dự án căn hộ thông minh High Intala dự kiến hoàn thành vào năm 2019.